câu tiếng 10 đến 14. Chọn câu 10. Chọn câu 10. Nghe câu 10. Phạt bao nhiêu tiền khi không đội mũ bảo hiểm cho người đi bộ, cho người đi mô tô xe máy, hoặc đội mũ bảo hiểm cho người đi mô tô xe máy không cài quay đúng quy định khi điều khiển xe tham gia giao thông trên đường bộ? Chính xác, chọn điểm cho tiếng A5, tiếng A6, tiếng A7.
còn lại câu 11, còn lại duy nhất một câu 11. Em chọn câu 11. Rồi, câu hỏi câu 11: hãy nêu những điều không nên đối với các rác thải, hướng dẫn trong sổ theo đội viên. Thầy nhắc lại những điều không nên đối với rác thải được ghi trong sổ theo đội viên. Chưa đầy đủ, dành cho các người khác. 3, 2, 1, không có câu trả lời. Câu 11: những điều không nên đối với rác thải được hướng dẫn trong sổ tay đội viên. 1, không nên vứt rác thải bừa bãi nơi công cộng, không tiện tay vứt rác ngoài đường hè phố, không vứt rác xác chết động vật xuống sông suối ao hồ biển. Như vậy chúng ta đã hoàn thành xong phần thi của Olympic. Mời Olympic kèm.